Xin chào cả nhà ra. Xin chào cả nhà đang xem kênh Tấn Ân TV. Thì hôm nay mình quay clip về cảnh làm gà thiến. Gà bình thường làm thành gà thiến. Mọi người theo dõi xem em quay cảnh làm gà thiến cho mọi người xem nha. Em ấy đang làm gà cho nó trở thành gà thiến nè. Em tên gì em? Tên Hòa. Em tên Hòa ở... Chào cả nhà đi. Hello, chào cả nhà. Em tên Hòa ở cầu Sông Lý á. Cầu Sông Lý. Em chiên thiến gà, làm gà trở thành gà thiến á. Ai có nhu cầu làm gà thiến thì đến đem gà tới em làm. Gà cho choi nè cả nhà. Gà này tầm ký mấy á. Cả nhà theo dõi em ấy làm gà trở thành gà thiến nha. Đó, em ấy làm chứ mình rạch một đường xong cái mình có hai cái đồ bấm vô để cho nó ra thành. Hồi sáng giờ em Hòa làm cũng được bụng rồi đó. Nếu mà tháng này, thường thường tháng này là người ta thiến xong cái nuôi tới Tết là vừa. Thường thường gà thiến là 3 tháng là ăn được đúng không em? 4 tháng. 4 tháng. 3 tháng mấy 4 tháng. Còn để Tết thì thời gian nó lâu hơn. Dạ. Gà nó trở thành gà giống như BD á. Biến thái giám mà. Gà mấy làm đồ nghề làm lấy hai trứng giấy ra thì nó trở thành gà thiến. Đó, trứng giấy á cả nhà. Đó, sáng giờ mấy làm quá trời con rồi đó. 30 con. Hồi sáng giờ 30 con hả? Gần 30 con. Mấy làm bình dân lắm. Thì mỗi con 20 ca. Ai có nhu cầu thì lấy ra Sông Lỵ á. Mấy ở ngay cầu luôn á. Em có số điện thoại không? Có cần lấy số điện thoại để người ta gọi hỏi có em ở nhà không, người ta đem tới. Có chứ, số điện thoại có chứ. Em đọc đi. 037 037 2027 2027 367 367 gặp Hoa. Dạ. Yeah. Mà buổi chiều có làm hay là thường thường làm buổi sáng ra? Thường làm buổi sáng cho gà nó khỏe. Đúng rồi, thì buổi chiều nó hay chảy máu giống như người vậy không? Dạ. Yeah. Cái thứ hai là mấy chỉ mổ một bên thôi, còn có nhiều con khó lắm mới mổ hai bên. Rồi trước khi mình hôm nay mình làm là ngày mà, là mình có nhốt gà không cho ăn trước hay là sao không em? Làm sáng không cho nó ăn, là tối bắt gà sáng là không cho ăn. Đó, xong một con. Bỏ chung có chút nữa cũng biết hả? Biết chứ. Gà nó con nào thiến là nhìn là biết. À. Em làm cái nghề này được bao nhiêu năm rồi? Là gần chục năm rồi. À. Quá giỏi ha. Cả nhà coi cận cảnh em mới bắt đầu nè. À, bên hồng á, bên hồng bắt đầu. Đi vào. Rạch đường. Rạch đường xong lừa cái đồ mà để dạch ra cho nó trong á. Cho nó ra nó căng thành một lỗ.
thao nước đó là thao nước có gì không ạ? Thao nước này không để bỏ trứng vô cho khỏi trứng, ướt thôi. Với lại bộ cái đồ nghề xuống khỏi dính cái máu nó đông lại thôi. Theo dõi mới lấy trứng cả trứng giái rồi. Trứng giái thường thường nó nằm ở giữa cột sống đúng không? Dạ, nằm giữa cột sống anh. Nếu ai mổ gà là biết trứng giái nằm chỗ nào liền. Hay là thịt gà ha. Dạ. Giữa cột sống gần gần cái thận rồi đó, gần phổi. Ừ, gần phổi. Gần phổi gần gan nhất. Mà nghề này hồi đó ai dạy cho em ạ? À, nghề này là của ông già truyền lại. À, ông già thì ông nội truyền lại hả? Dạ đúng rồi. Cũng bao nhiêu đời rồi hả? Dạ. À, có nhu cầu đó, được một trứng. Rồi tiếp tục lấy trứng nữa. Đồ nghề thấy đơn giản lắm, có nhíp nè, có cái muỗng, cái đồ móc, cái móc tay nè, muỗng á, rồi có hai cái ống, có dây cước. Cận cảnh hướng dẫn làm gà thường thành gà thiến. Thịt thiến cũng như nhau hả? Thiến để ăn thịt, ăn miếng thịt cho nó ngon hơn, béo hơn. Vấn đề là ngay bây giờ là thành thịt hay là thành gà thiến rồi? Người ta làm gà thiến chứ, hồi sáng nhà 30 con rồi đó, 30-40 con rồi đó. Bây giờ là thiến xong là mai mốt cũng làm thịt. Cả nhà là có ai có nhu cầu thì cứ alo em là... Vấn đề là tiến xong thịt luôn hay là tiến xong thì cuối năm mới thịt đó. Cuối năm thịt thì cũng... Bây giờ tiến xong thịt luôn chứ. Thịt luôn thì mình lấy con khác chứ con à, này chứ. Lấy con khác nó không có ấy, lấy con mình vừa tiến xong đó. Tiến xong nó thả ra nó nằm đó, mình thịt luôn chứ. Thì cũng lâu lâu cũng có ca chứ, anh nói sao được. Đúng không? Nó cũng giống như người thôi đúng không? Hả? Nó cũng có ca khó ca dễ chứ, nhiều con nó không thích hợp thì nó cũng phải ấy thôi đúng không? Đúng rồi, nó cũng giống như người rồi thôi, bác sĩ này cũng giống như bác sĩ làm cho người thôi đúng không? Nhiều ca nó khó khăn nhưng mà con này đỡ, có cái là gà là không biết cam kết gì hết ha. Đúng không? Nhưng mà đấy cho vui vui mà thật lòng luôn đúng không? Lấy cái thứ hai này. Rồi xong. Nhưng mà ít có con là mấy khó lắm mới khui hai bên chứ còn thường thường khui một bên. Rồi cuối cùng đâu có sức gì đâu không? Tự nó lành đúng không? Đúng rồi. Cái này là con gà nó dễ hơn. Cái vết thương nó liền rất nhanh. Con gà nó dễ liền hơn. Với nói chung là con gà mà cái số tiền nó cũng con gà số tiền nó ít thì nếu mà nó sống thì ấy, còn nó ấy xong thì có ăn thịt vô tư thôi, đúng không? Chứ không có sức gì cho nó độc hại ha. Không thuốc men này nọ.